và thầy sẽ chữa cho chúng ta cả những cái câu carbohydrate nằm ở trong vậy thì ảo. Chúng ta bắt đầu làm luôn nhá. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây là đồng phân của glucose? Thì chúng ta biết rằng là đồng phân của glucose thì nó là fructose. Đều chung công thức phân tử là C6H12O6. Câu số 2. Cho 180 gram dung dịch glucose 1% thì mình sẽ tìm được khối lượng của glu nguyên chất. Nó bằng là 180 nhân với lại 0,01 thì bằng 180 nhân 0,01 bằng 1,8 ạ. Hoàn toàn tới đây chính chúng ta sẽ tìm được số mol của glu bằng 1,8 chia 180 thì bằng 0,01. Mình biết rằng là một anh glu thì tráng bạc luôn cho mình hai hàng bạc. Vậy với số mol của glu là 0,01 thì mình tìm được số mol bạc của mình bằng 0,02. Từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của bạc bằng 0,02 mà nhân với lại 108 thì bằng 2,16 gam. Đáp án đúng là đáp án D, 2,16. Câu số 3. Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit đun nóng? Thì đều có thủy phân, đều có khả năng thủy phân thì nó phải là disaccharide và polysaccharide, không thể là mono như glucose, glu được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 3. Polysaccharide là một chất rắn màu trắng dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X, vậy X bắt buộc nó phải là cellulose. Thủy phân X thu được monosaccharide Y, vậy Y là glucose. Vậy X giải tan trong nước là sai, sen không giải tan trong nước, sen không có phản ứng tráng bạc. Y có tính chất của ancol đa chức, glucose tính chất ancol đa chức chính xác, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Câu số 5. Lên men m gam tinh bột thành ancol ethylix. Tinh bột như thầy đã nói. Tinh bột mình để là C6H10O5 đi. Lên men thành ancol ethylix mình thu được hai lần thằng CO2. 81% thì đây là 0,81. Đấy chưa? CO2 sinh ra hấp thụ vào bên trong cái dung dịch BaOH lần. Thì mình sẽ thu được kết tủa của mình là kết tủa BaCO3, các em lưu ý nhá. Đúng không ạ? Kết tủa của mình là kết tủa BaCO3, ta tìm được số mol luôn là 29,55 chia 197 bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Và lọc kết tủa đun nóng phần dung dịch còn lại. Đấy, phần dung dịch còn lại. Mình đun nóng. Dung dịch còn lại đun nóng cho tới khi sẽ phản ứng sẽ ra hoàn toàn thu được 19,7 gam kết tủa nữa. Vậy dung dịch còn lại chúng ta là BaHCO3 lần. Mình đun nóng thì mình thu được BaCO3 cộng CO2 cộng H2O. Số mol là 19,7 chia 197 bằng 0,1 thì suy ngược lại ra anh này cũng bằng 0,1. Tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon các em nhé. 0,1 nhân 2 bằng 0,2 cộng 0,15 bằng 0,35. Vậy anh này là 0,35 thì suy ngược lại được số mol tinh bột là 0,35 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia chia hiệu suất chia 0,81 bằng nhân 162 bằng 35 ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. Câu số 6, số nguyên tử hydro trong phân tử glucose C6H12O6 thì hydro trong này bằng 12. Để tránh sai lầm chúng ta nên ghi cái công thức phân tử của glucose ra. Câu số 7, thủy phân xác carozơ thì thu được hai monoxacarid X và Y. Thì xác mình thủy phân mình sẽ thu được là alpha glu và beta fructose. X có nhiều trong quả nho chín thì có nhiều trong quả nho chín thì nó sẽ phải là glucose. X là glu. Còn Y chắc chắn là fructose. Đúng không ạ? Nên được gọi là đường nho. Vậy Y không tan trong nước là sai, fructose tan trong nước. Y có tính chất của ancol đặc chức đúng. Chính xác, đáp án đúng là đáp án B. Còn X không có phản ứng tráng bạc là sai, X là glucose chắc chắn tráng bạc. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp gồm glu và xác. Thế thì với dạng bài tập này mình sẽ quy đổi glucose về carbon, glucose và xác carozơ quy đổi về carbon và hydro. Khối lượng là 8,64. Cần vừa đủ oxy, số mol oxy là 0,3. Vậy mình sẽ thu được gồm CO2 và H2O, đúng không ạ? Thì mình luôn luôn có, chốt phần này thầy đã nói, luôn luôn có là số mol carbon bằng số mol của oxy bằng số mol của CO2 và bằng 0,3. Đây ạ, 0,3.
Vậy hoàn toàn mình suy được số mol carbon là 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của hydro bằng cách lấy 8,64 trừ đi 0,3 nhân 12 bằng 5,04 gam hydro. Vậy à đâu, gam H2O, sorry. Vậy H2O là 5,04 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, kèm nhé. Câu số 9. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Thì disaccharide mình chỉ có hai anh thôi là sắt và man, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 10. Thành phần của tinh bột là? Thì tinh bột chúng ta thì gồm amylose và amylopectin nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Hỗn hợp amylose và amylopectin. Câu 11. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Thì bọn không thủy phân trong môi trường axit là bọn monosaccharide, nên đáp án đúng là đáp án A. Câu 12. Cho 54 gram glucose. Glu. Mình tìm được số mol nhá. 54 chia 180 bằng 0,3 mol. Lên men hiệu suất 75% thì thu được m gam C2H5OH 2 lần. Vậy mình có là 0,3 nhân 2 nhân 0,7 bằng 0,3 nhân 2 nhân 0,7 bằng thuận nhân mà 0,42. Vậy khối lượng là 0,42 nhân 46. 19. 54 chia cho 180 là bằng 0,3, hiệu suất 75% ạ, 0,75 thì ghi thiếu. 0,3 nhân 2 nhân 0,75 bằng 0,45 ạ. Nhân 46. 20,7 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 13. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên được gọi đường nho với X chắc chắn là glucose. Khử chất X bằng hydro thu được chất hữu cơ Y, vậy là X cộng hydro thu được sorbitol, vậy Y là sorbitol. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 14. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide thì nó chỉ có thể là glucose. Câu 15. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải, đường, hóa thốt nốt, vậy X chắc chắn phải là saccharose. Trong nghiệp X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, vậy Y chắc chắn là glucose. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 16. 90 g glucose, mình tìm được số mol glucose nhá, 90 này chia 180 này bằng 0,5. Lên men rượu hiệu suất 80% 0,8. Thu được C2H5OH. Được không ạ? Hai lần. 0,5 nhân 2 bằng 1, 1 nhân 0,8 thì bằng 0,8. Vậy mình sẽ có khối lượng là 0,8 nhân 46 bằng 36,8 gam. Đáp án đúng là đáp án A, 36,8 gam. Câu 17. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide thì mình sẽ có là tinh bột và cellulose, nên đáp án đúng là đáp án C. Câu 18. Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên X phải là fructose. Trong nghiệp X được điều chế bằng thủy phân chất Y, vậy là thủy phân sac. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 19. Đun nóng 100 ml dung dịch glucose, 1 glucose cho hai thằng bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 21,6 chia cho 108 bằng 0,2. Vậy mình suy ngược lại được số mol glucose bằng 0,1. Vậy mình có nồng độ glu nó bằng là 0,1 chia 0,1 thì bằng 1. 1 đáp án đúng là đáp án D. Câu 20. Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt iốt vào hồ tinh bột thì thấy xuất hiện màu xanh tím. Câu 21. Cho các chất, số chất tham gia phản ứng trắng bạc thì đều điều kiện để trắng bạc là có chó hoặc có HCO, tinh bột không, sen không, sắt không, glucose có, fructose có. Đáp án đúng là đáp án B, hai anh. Câu 22, phát biểu nào sau đây là đúng? Tinh bột và sen là đồng phân là sai này. Thủy phân sắt chỉ thu được glucose là sai này. Fructose có nhiều trong mật ong, đúng. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 23. Đốt cháy 7,02 gam hỗn hợp gồm glu và sắt quy đổi về carbon và H2O cộng oxy, số mol là 0,24. Mình thu được CO2, H2O, số mol oxy là 0,24 thì số mol carbon bằng 0,24. Vậy mình tìm được khối lượng nước 7,02 trừ 0,24 nhân 12 bằng 4,14. Vậy khối lượng nước của chúng ta là 4,14 gam. Đáp án đúng là đáp án D.
Câu 24. Polysaccharide X là chất rắn dạng bột vô định hình màu trắng, được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy chắc chắn thằng X của chúng ta phải là tinh bột. Nhưng thủy phân tinh bột thu được monosaccharide Y, và Y phải là glucose. Rất nhiều bạn bị nhầm đây. D. Câu 25. Cho các chất sau, những chất dung dịch khả năng hòa tan siêu hóa hai lần là OH đa kề nhá. Glu là 1, sắc là 2, tinh bột 0, sen 0. Glu và sắc, đáp án đúng là đáp án D. Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng? Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh chính xác. À đúng. 27. Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide thì nó là tinh bột và sen? C. 28. Chất nào sau đây bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit thì nó phải là disaccharide hoặc polysaccharide? Vậy trong này là cellulose. 29. Thủy phân hoàn toàn M gam tinh bột C6H10O5 thành glucose C6H12O6. Toàn bộ glucose mang trạng bạc hiệu suất 100%. Một glucose cho ra hai bạc với số mol bạc bằng 38,88 chia 108 bằng 0,36. Vậy suy ngược lại được số mol glucose 0,36 nhân 1 chia 2 bằng 0,18. Vậy số mol tinh bột bằng 0,18. Vậy tìm được khối lượng tinh bột bằng 0,18 nhân 162 bằng 29,16 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 30. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol sai, bởi vì đây là phản ứng tráng bạc, không phải. Trong phản ứng ở bước 3, glucose đóng vai trò là chất khử. Bạc cộng đóng vai trò chất xóa nên glucose đóng vai trò là chất khử, chính xác. Sau bước 3, lớp bạc kim loại bám ngoài ống nghiệm, chính xác. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là amoni gluconat, chính xác. Vậy sai là A. 31. Quy đổi. Đốt cháy mở ga hỗn hợp gồm glucose, saccharose và tinh bột sen thì quy đổi với carbon và nước. Cần dùng oxy là 1,2 mol. Thu được CO2, H2O. Vậy bảo toàn oxy thì suy ra số mol CO2 bằng 1,2. Số mol carbon bằng 1,2 luôn. Thủy phân hoàn toàn mg x. Thủy phân hoàn toàn mg x thì mình sẽ thu được C6H12O6. Rồi cho toàn bộ đi trắng bạc thì thu được 2 bạc. Thì mình bảo toàn carbon thì 1,2 chia cho 6 thì bằng 0,2. Vậy anh này trắng bạc thì thu được 0,4. 0,4 mà nhân với 108 thì bằng 43,2 gam. Đáp án đúng là đáp án A. À. Kinh không? Dã man không? Câu 32. Phát biểu nào sau đây là sai? Glucose tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng alpha và beta, đúng. Khi có enzyme xúc tác glucose trong dung dịch lên men cho ancol nitric và khí CO2. Chính xác. Khi dẫn hydro vào dung dịch AgNO3 trong NH3. Đó, khi dẫn hydro vào dung dịch glucose đun nóng, nitơ xúc tác thu được sorbitol, chính xác. Dung dịch AgNO3 trong NH3 khử glucose là sai, nó phải là oxy hóa. Sai là gì? Ta rất hay lận tận dụng cái điều này. Câu 33. Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol sắc. Sắc 0,01 man. 0,02. Trong môi trường axit thì hiệu suất mỗi thằng là 60%. 0,6. 2 lần C6H12O6. Vậy là đây là 0,01 nhân 2 nhân 0,6 bằng 0,01 nhân 2 nhân 0,6 bằng 0,012. Man 0,6 2C6H12O6 0,02 thì đây là 0,02 nhân 2 nhân 0,6 bằng 0,024. Vậy suy ra dung dịch Y nó sẽ bao gồm C6H12O6, 0,012 cộng 0,024 bằng 0,036 và man dư. Xác dư, có xác dư nhưng xác dư không trắng bạc. Xác dư không trắng bạc nên không tìm số mol. Còn man dư 0,02 mà hiệu suất là 0,6, vậy nó sẽ còn lại là 0,02 nhân với lại 0,4 bằng 0,08. Đúng không ạ? Và đây mình có một anh này trắng được 2 bạc. Một anh man trắng được 2 bạc chứ một anh xác không trắng bạc. 0,036 nhân 2 bằng 0,072. 0,008 nhân 2 bằng 0,016. Vậy mình tìm được khối lượng bạc, số mol bạc 0,072 cộng 0,016 bằng nhân 2 bằng
0,088 nhân với lại 108 bằng 9,504. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án D. Câu 34, số phát biểu đúng là trong máu người bình thường có một lượng nhỏ glucose nồng độ khoảng 0,1% chính xác. Xác thủy phân cho glucose chính xác. Cyanuronitrat rất dễ cháy nổ mạnh không sinh khói nên dùng làm thuốc chống không khói chính xác. Mononatri glutamat dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính là bột ngọt chính xác. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước sau đó đun sôi lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại chính xác. Vậy mình có tổng cộng cả 5 phát biểu đều đúng. Câu 35. Lên men mở gam tinh bột C6H10O5 thành anconetylic hiệu suất cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch CaOH lần thu được 50g kết tủa CaCO3, số mol là 0,5. Và dung dịch X. Dung dịch X của chúng ta sẽ gồm là Na, gồm CaHCO3 hay là CaHCO3 hay là thêm dung dịch NaOH vào X thì lượng NaOH nhỏ nhất để thu được lượng kết tủa lớn nhất là 0,1 nhân 1 bằng 0,1. Vậy ở đây mục tiêu chúng ta cần tìm số mol của CaHCO3 là đặt nó là A. Thì hoàn toàn mình sẽ có ở đây ạ. Là HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ. Thì số mol HCO3 trừ là 2A. OH trừ là 0,1. Do OH trừ là min nhất nên chỗ này 0,1 thì CO3 2 trừ là 0,1. Cộng với lại canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3. Thì canxi 2 cộng đây là A. Mà để kết tủa là mắc nhất thì khi và chỉ khi A bằng 0,1. Để kết tủa mắc nhất mà các em. Hoàn toàn tới đây mình đi bảo toàn carbon 0,1 nhân 2 bằng 0,2 cộng 0,5 bằng 0,7. 0,7 nhân 1 chia 2 bằng 0,35. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,75. 0,35 chia 0,75 bằng nhân 162 bằng 75,6 g. Đáp án đúng là đáp án D kèm nhé. Đáp án đúng chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 36. CO4 khan là dùng để nhận biết nước sinh ra trong thí nghiệm. Chính xác. Thí nghiệm trên trong ống số 2 xuất hiện kết tủa màu trắng. Ống số 2 đây sụp vào CO2 lần có carbon đúng. Ở bước 2 lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng lên là sai, phải trúc xuống để nước nó đọng xuống dưới. Thí nghiệm trên còn để xác định định tính nguyên tố oxy. Oxy không phải là định tính, oxy chỉ định lượng thôi. Kết thúc thí nghiệm tắt đèn cồn sai. Phải làm sao để phải rút ống dẫn khí ra rồi mới tắt đèn cồn. Vậy mình chỉ có hai nhận định đúng là A và B. B bỏ. Câu 37 ạ. Số phát biểu đúng là trong dịch glucose tồn tại ở cả dạng mạch thở và dạng mạch vòng. Chính xác. Trong phân tử xác, hai gốc monosaccharide liên kết với nhau qua nguyên tử oxy. Chính xác. Xác có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Chính xác. Tinh bột xác glu đều phản ứng với CuH hai lần ở nhiệt độ thường. Sai, tinh bột không. Vậy mình chỉ có 3 nhận định đúng. Câu 38. Điều chế thì điều chế cellulose trinitrat 3 lần HNO3 thì ra được thằng cellulose trinitrat hiệu suất phản ứng là 60% là 0,6. Số mol của cellulose trinitrat kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường 53,46 chia cho 297 0,18. Suy ngược lại 0,18 nhân 3 chia 0,6. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được 0,9 mol HNO3 thì mình sẽ tìm được khối lượng của HNO3 nguyên chất bằng 0,9 nhân 63. Đến đây mình sẽ tìm được khối lượng HNO3 nguyên chất là 0,9 nhân 63. Vậy mình sẽ tìm được V HNO3 nguyên chất bằng 0,9 nhân 63 chia cho 1,5. D bằng M trên V. V bằng M trên D. 0,9 nhân 63 chia 1,5 bằng 37,8. Được chưa? À sorry, đây là nguyên chất. Chưa được. Lỗi ạ. Mình phải tìm được M dung dịch. Thực ra thì chia về mặt bản chất nó không sao. Nhưng mà thôi thì cứ làm chuẩn. M dung dịch HNO3 để bài cho ở đây là 94,5%.
Nó bằng là 0,9 nhân 63 chia 0,945. 0,9 nhân 63 chia 0,945 bằng 60. Vậy mình tìm được V bằng M chia D, 60 chia 1,5. 60 chia 1,5 bằng 40. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 40. Câu 39. Sau bước 4 trong ống nghiệm 1 có màu xanh lam. Đây, COS4 là NaOH lọc kết tủa trong ống nghiệm 1. Với ống nghiệm 1 chúng ta chứa COS 2 lần. Sục N3 tới dư vào ống nghiệm 2 để chứa phức bạc. Thêm vào ống nghiệm 3 chứa 20 lít, đây là thủy phân, đun trong 2-3 phút thì trong này chứa glucose. Khuấy đều cho không phải bọt đầy trung hòa, chia thành dung dịch 2 phần trong ống nghiệm 4 và 5. Vậy thì trong ống nghiệm 4 và 5 này sẽ chứa C6H12O6. Rót ống 4 và ống 1. Ống 4 và ống 1 là C6H12O6 vào CO2 2 lần thì dung dịch có màu xanh lam, chính xác. Sau bước 2 ống nghiệm 3 có hiện tượng phân lớp, không phân lớp được. Dung dịch NaHCO3 trong bước 3 mục đích loại bỏ H2O4, chính xác. Dung dịch 4,5 chứa một loại monosaccharide, sai. 4,5 chứa hai loại glu và fructose. Thí nghiệm trên chứng minh xác có tính khử. Không phải xác thủy phân thôi. Chứ các phản ứng xảy ra trong bước 4 đều phản ứng oxy hóa khử, sai. Bởi vì là cái phản ứng mà tác dụng với CO2 lần ấy thì nó không phải phản ứng xóa khử. Nó phản ứng bình thường thôi. Vậy mình sẽ có hai phép biểu đúng, 1 và 3. Câu cuối cùng ạ. Câu 40 chúng ta sẽ sử dụng một skill cực nhanh của thầy. Cực xịn luôn. Đốt cháy hoàn toàn 0,088 gam một carbonate X. Được chưa? Đồng thời đun nóng, kệ nó. Đây các em nhìn này, 0,052 gam hỗn hợp ancol nitrilic là C2H5OH và acid formic là HCOH. Thì cả hai này đều có chung phân tử khối là bằng 46. Vậy mình tìm được số mol của hỗn hợp này thì chính bằng là số mol của 0,4104 gam X. Thì nó chính bằng là 0,0552 chia cho 46. Được chưa? 0,052 chia 46 bằng 1,2 nhân 10 trừ 3. Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của X, nó sẽ bằng 0,4104 chia N bằng 342. 342 thì ai cũng biết rồi, chọn được luôn đó ạ. C12H2O11. Về nha. Và buổi học hôm nay chúng ta xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại chúng ta vào buổi học sau. Chào tạm biệt.